Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cơ hội để nhìn lại điều mà Chúa Ngài đã cho chúng ta trải nghiệm trong Chủ nhật vừa qua. Thật là phước hạnh. Nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các con gái của Chúa đã đóng góp cho bữa ăn cũng như sinh hoạt chúng ta trong việc nấu nướng, mọi công tác và những cái điều cần thiết để chúng ta có một cái lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Thánh tràn đầy phước hạnh của Chúa như vậy, trong ơn của Chúa. Những hình ảnh từ vách tường của những bức hình ở phía trước, quý bạn chị em là người đến nhóm lại với chúng tôi sau này, đó có lẽ chỉ là 1/10 của số người cũng như là hình ảnh mà chúng ta có được. Và cái tổ chức mà chúng ta nhờ, cái công ty mà chúng ta nhờ để giúp họ lấy hình ở trên trang web của chúng ta và máy vi tính nó tuyển chọn những cái tấm hình đó để đăng ở trên màn hình của chúng ta, trên vách tường của chúng ta. Nên chắc có lẽ là họ sử dụng cái công nghệ là nhận diện mặt. Cho nên nếu mà chúng ta có hình ở trong sinh hoạt của Hội Thánh thì nó sẽ tìm, và có thể là chúng ta càng nhiều hình chừng nào thì số hình của chúng ta có ở trên màn hình nhiều chừng đó. Không thể thay đổi được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thì cái tường đó đem lại rất là nhiều kỷ niệm ở trong tấm lòng của tôi. Nếu mà nhìn thấy những cái sinh hoạt của những cái ngày, những cái biến cố thăng trầm ở trong Hội Thánh của Chúa, nhất là ở phía sau thì nếu quý vị để ý ở khung giữa có cái khung cảnh những cái chiếc xe chữa lửa đến vì trận cháy của tòa nhà gọi là Education Building của chúng ta. Cái ngày hôm đó cũng là một cái ngày đánh dấu một cái sự lớn lao thay đổi mà Chúa Ngài làm việc. Thì chúng ta thấy rằng những điều tạm bỡ của trần gian này lửa có thể đưa qua, báo cho chúng ta như lời của Chúa rằng ngày cuối rốt cũng giống như vậy, tất cả những công trình ở trên đất này sẽ qua đi. Chỉ có những gì mà chúng ta đầu tư và chúng ta làm việc để đưa lên thiên đàng thì mới còn lại đời đời. Đó là linh hồn của những người lạc mất, đó là những người thân thương của chúng ta cùng với chúng ta đoàn tụ ở trong niềm tin và dắt đưa họ để cùng nhau gia đình quyết tâm hầu vì Chúa ở trong ơn của Chúa. Đó là những điều mà thế gian này không thể làm cho chúng ta được và chúng ta cũng không giữ được. Chỉ có những điều mà Chúa Ngài ban cho chúng ta và chúng ta có thể thực hiện, có thể giữ trong đời sống của mình mà thôi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý mạnh cho em đã đóng góp và đã có những người ở trong Hội Thánh tại đây đồng hành với chúng tôi từ những năm đầu. Thì cảm ơn Chúa cho Ngài ban phước và chúng ta nhìn lại 40 năm trải qua sinh hoạt của Hội Thánh từ con số 0. Và Chúa Ngài ban phước cho chúng ta lên cao, đến cái cao điểm của chúng ta hơn 500 người nhóm lại trong Hội Thánh của Chúa. Và chúng ta cũng có những cái thăng trầm khác. Mà cảm ơn Chúa, Chúa Ngài ban phước cho chúng ta là những người mà chúng ta vẫn đứng vững ở trong ngày hôm nay trong Hội Thánh của Chúa để chờ đợi điều mà lời của Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm những việc lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Và thế hệ con em của chúng ta là những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong những gia đình cha mẹ tin kính Chúa và có khải tượng. Các em sẽ tấn tới ở trong ơn của Chúa để tiếp nối công việc. Sáng hôm nay mục sư Sam có nhắc lại một điều là khi Bishop Tudor Bismarck, ông có cái lời để khích lệ cho tôi. Ông nói rằng Chúa cho tôi thấy rằng ông sẽ còn 10 năm nữa để đi lại nhiều nơi trên thế giới để rao giảng lời của Chúa. Thì tôi chia sẻ điều đó với những người trẻ và tôi nói rằng có lẽ là 10 năm nữa tôi sẽ hưu hạn. Nếu đầu óc mà không có còn minh mẫn thì chắc là phải bước xuống. Dĩ nhiên là không có vấn đề thôi cái sự hầu việc Chúa. Nhưng mà quản nhiệm Hội Thánh, hướng dẫn Hội Thánh của Chúa thì chắc là còn 10 năm nữa. Thì tôi chia sẻ điều đó với những người trẻ, họ nắm bắt được điều đó và họ muốn tấn tới ở trong ơn của Chúa. Tôi muốn chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em là những người đã có tuổi, con em của chúng ta, tất cả một cái thế hệ đang được Chúa Ngài chuẩn bị để dấy lên để có thể tiếp nối công việc nhà Chúa tại đây. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa trong đời sống của chúng ta một cách rất thật, khiến cho các em nhìn đời sống của chúng ta thì chúng tràn trề hy vọng một cuộc đời đi theo Chúa, hầu vì Chúa sẽ là phước hạnh như thế nào. Đừng để lại trong tâm trí của con cái của chúng ta, những người trẻ, một đời sống mà chúng ta thấy rằng nửa vời. Chúng ta đi với Chúa cũng không ra, mà chúng ta đi chùa cũng không ra. Để chúng ta thấy có khi người ta sáng đi nhà thờ, chiều đi chùa. Thì chúng ta đây là một cái vấn đề không thể chấp nhận được, phải không chị em? Và đó là cái
Có thể chúng ta không phải là thật sự đi đến chùa, nhưng mà tấm lòng của chúng ta đó vẫn chưa thay đổi, cuộc đời của chúng ta chưa thay đổi. Tư tưởng mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em trong loạt bài mới này, đó là quyền năng để thay đổi, giúp cho chúng ta thấy một điều, đó là chúng ta cần quyền năng của Chúa. Sự thay đổi mà chúng ta cần không phải là những cái hành vi bên ngoài, nhưng mà sự biến đổi từ bên trong. Nó không phải do chúng ta tu hành, nhưng mà bởi quyền năng của Chúa làm việc xuyên qua chúng ta, biến đổi chúng ta trở nên người mới hoàn toàn ở trong ơn của Chúa. Chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với Hội Thánh chủ đề quyền năng để thay đổi. Và hôm nay thì chúng ta suy nghĩ một cái ý tưởng hay là một cái chỗ mà có thể làm cho chúng ta rất là khó chịu. Đó là khi bạn bị mắc gốc, bị bế tắc. Những người đi câu cá, một trong những điều làm cho mình khó chịu nhất là mình chuẩn bị cần câu, mình chuẩn bị mồi này cái đủ thứ hết. Ra chỉ mới có ném xuống cái lần đầu tiên là nó dính cái gốc mất. Trong khi những người chung quanh mình thì lúc đó lại cá nó lại ăn rộ lên, họ cứ bắt được cá, còn mình thì lây quay làm sao để có thể gỡ ra khỏi cái gốc này. Có những lúc phải quyết liệt đi đến chỗ là bứt cho nó đứt luôn để mình bắt đầu lại mới. Anh chị em, trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng có thể chúng ta để mình bị mắc gốc như vậy, đi vào trong những cái bế tắc. Vì chúng ta phải mình nói là có những cái ao ước muốn thay đổi. Tôi biết rằng thay đổi là một chuyện khó. Người già thì ít chịu thay đổi, bởi mình quen với cái nếp của mình rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không thay đổi trong đời sống của chúng ta sẽ bị loại ra khỏi dòng của xã hội. Bởi vì cuộc đời, đời sống của chúng ta là nó cứ thay đổi luôn. Trong đời sống thuộc linh cũng vậy. Nếu chúng ta không để ý đến những gì Chúa Ngài muốn làm cho đời sống của chúng ta và những điều Chúa có thể làm xuyên qua đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng là chúng ta cứ lơi quay một cái công việc hay là một cái thói quen đi nhà thờ nào đó. Tôi thường mang cái hình ảnh mà tôi chia sẻ, đó là có những người họ sống ở trong Chúa chỉ có một năm mà lặp lại 40 lần. Cũ kỹ. Mấy chục năm sau nghe cầu nguyện thì cũng giống như lời cầu nguyện của mấy chục năm về trước đã học cầu nguyện. Cuộc đời đi theo Chúa không có gì đổi mới. Và cảm ơn Chúa, trong những câu chuyện chúng tôi trao đổi nghe thì cảm ơn Chúa là cái sự khám phá của các anh chị em mới đến sinh hoạt với Hội Thánh của Chúa. Cái chìa khóa mà Chúa Ngài cho chúng ta nắm bắt được ở tại sinh hoạt của Hội Thánh của Chúa tại đây đã làm cho họ kinh nghiệm được một sự thay đổi rất lớn trong đời sống của họ. Từ cái chỗ truyền thống của giáo hội, mình làm những công việc có tính cách truyền thống, đến chỗ nhận biết rằng không phải là mình mà Chúa làm qua mình, thì đời sống của họ đã thay đổi ở trong ơn của Chúa. Tôi nói chuyện với một anh em, nói rằng 20 năm rồi em chết về thuộc linh, em đi nhà thờ, em cũng phục vụ, em cũng dâng hiến, nhưng mà rơi vào trong cái tình trạng đến độ đó là một ngày kia em bắt gặp chính mình ăn cũng không còn cầu nguyện nữa. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho kịp thời dọn về hiếu sinh sinh hoạt trong Hội Thánh của Chúa và Chúa phục hồi đời sống trong những ngày qua. Đời sống cầu nguyện được phục hồi. Đến độ mời hai người anh cả và chị của mình, rồi cũng là những người hầu việc Chúa, để cả ba người xuyên lục địa cầu nguyện với nhau cho gia đình, cho gia tộc của mình. Hồi trước là mình không cầu nguyện được cho chính mình, bây giờ có thể cầu nguyện cho những người thân thương của mình, những người còn lại trong gia tộc của mình, chú bác cô cậu còn sống mà chưa biết Chúa đó, để họ có thể sống được đến với Chúa. Một sự biến đổi cần có một cách rõ rệt như vậy Chúa muốn thấy trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta khám phá ra một điều là ước mơ thay đổi của chúng ta, có thể chúng ta có một ước mơ, có một cái ý định tuyệt vời, nhưng cuối cùng thì vẫn không thấy có sự thay đổi. Còn thiếu cái gì đó, có gì đó sai trật. Đầu năm chúng ta có thể muốn là năm nay cái quyết tâm của mình là giảm cân, nhưng mà đến cuối năm thì vẫn thấy cân nặng hơn mức mà chúng ta muốn. Chúng ta muốn giảm thiểu cái việc chi tiêu, tiêu tiền của mình hơn cái số tiền bạc mà mình kiếm được, mà cuối cùng thì mình vẫn thấy mình, cái tay của mình cũng vẫn nhanh trong việc tiêu tiền một cách không hợp lý và đúng theo hoàn cảnh của mình. Chúng ta vẫn muốn học Kinh Thánh hàng ngày, muốn lắm nhưng không làm được.
Sách gì cũng có thể đọc được mà đọc Kinh Thánh đọc không được. Chúng ta muốn có nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà rồi như người anh em mà tôi chia sẻ, bắt gặp chính mình ăn cơm cũng không cầu nguyện nổi nữa. Tại sao? Nếu quý vị là những người đang mạnh mẽ trong Chúa, cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước để chúng ta tiếp tục mạnh mẽ bước đi trong ơn của Chúa. Thì nếu hôm nay ai là những người mà thấy cái hoàn cảnh của mình giống giống như điều mà tôi vừa mới mô tả, thì sứ điệp hôm nay dành cho quý vị. Ước mơ của chúng tôi là trong 6 bài của loạt bài mới này sẽ giúp đỡ cho anh chị em nhìn tới 5 năm tới, 5 năm sau này, 2028 nếu Chúa chưa trở lại, cuộc đời của chúng ta ra sao? Để chúng ta có một mục tiêu rõ ràng cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy mình có những lúc muốn tấn tới nhưng mà mình bị mắc kẹt, gặp bế tắc, muốn thay đổi nhưng không thay đổi được, muốn yêu mến Chúa hơn nhưng mà thấy sao đời nó cứ kéo mình, mình muốn làm những điều tốt nhưng mà mình thấy điều dữ nó cứ đi theo mình, muốn thắng những thói hư tật xấu đó nhưng mà nó dường như đang cầm giữ đời sống của chúng ta, xin báo cho anh chị em biết rằng quý vị không đơn độc đâu. Có một người đã viết hơn phần nửa Kinh Thánh, đã nói lên cái trận chiến đang diễn ra ở bên trong ông. Roma chương 7 câu 15, 19 và 24 ghi lại cho chúng ta lời mà vị sứ đồ này đã nói với hội thánh ở tại thành Roma. Tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn mà lại làm điều ác mình không muốn. Câu 24, khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Ông chia sẻ cho chúng ta một cái trận chiến diễn ra. Ước mơ của ông là làm những điều tốt. Nhưng ông khám phá được một điều là ông lại không làm được cái điều mình muốn, là điều tốt mình muốn, nhưng lại làm cái điều mình ghét. Anh chị em có cảm thông với ông và có đồng cảm với ông trong việc này không? Thôi cảm ơn Chúa, tất cả đã nên thánh hết rồi. Cả phòng yên lặng, có nghĩa là quý mà anh chị em thấy chuyện này không có xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng sự thật nếu chúng ta nhìn nhận ở trước mặt Chúa thì chúng ta thấy rằng trận chiến mà Phaolô thấy đang diễn ra ở bên trong ông cũng là điều mà chúng ta đối diện mỗi ngày. Và chúng ta chỉ có thể thật sự kinh nghiệm được sự bứt phá ra khỏi cái chỗ mình bị mắc gốc này, cái chỗ bế tắc này, khi chúng ta nhận biết rằng cái tư tưởng của chúng ta, cái cách chúng ta đối diện với vấn đề nó sai trật. Mục đích đúng nhưng chiến lược sai. Vì chúng ta có thể làm một cái mục tiêu, làm một cái quyết tâm, rồi chúng ta làm một cái hứa nguyện. Thí dụ như người muốn năm nay mình sẽ giảm cân được, làm cái quyết tâm đầu năm, rồi chạy ra tiệm mua quần áo để tập thể dục, lập kế hoạch là mỗi ngày mình sẽ dành giờ đó để mình thực hiện. Rồi làm một cái bản mục tiêu về tầm nhìn xa của mình, khải tượng của mình, ngày mà mình sẽ xuống cân, mình lại có vòng eo trở lại, vân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng làm được. Làm hết tất cả những gì người ta chỉ dẫn, nhưng vẫn thấy rằng điều mà đã xảy ra, một tổ chức nghiên cứu 45 triệu người làm những quyết tâm đầu năm là mình sẽ thay đổi một cái gì đó trong đời sống của mình. Họ cho biết rằng đến ngày thứ 6, thứ 2 của tháng Giêng là người ta đã bỏ cuộc. Tại đó chúng ta không lạ khi thấy có một cái máng quần áo rất đắt tiền ở trong nhà của chúng ta. Thay vì một cái máng quần áo bình thường thì mình mua một cái máy về. Dự định của mình là nó sẽ giúp cho mình để đổ mồ hôi, để mình được khỏe hơn. Nhưng mà không bao lâu sau thì nó là cái chỗ máng quần áo nhiều nhất. Tôi muốn nói đến cái treadmill, cái máy chạy bộ của mình đó. Tại sao? Mình có ước mơ tốt, mình có ý định tốt, nhưng mà tại sao mình không làm được? Tại sao mình có ước mơ là gia đình của mình sẽ hạnh phúc, vợ chồng sẽ ăn nói với nhau một cách hòa thuận, tốt đẹp, nhưng mà sự thật đó là mở miệng ra là cãi.
Đến một lúc thì như chó với mèo. Và con cái ở trong nhà nó nghe mà nó muốn bịt lỗ tai nó chạy. Tại sao? Chirofalo, ông nói đến cái sự thật này. Và ông cũng cho chúng ta biết ai có thể giúp đỡ ông. Ông kết luận: khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi cái thân thể hay chết này? Cái xác thịt, những cái điều ở trong chúng ta nó cứ tranh chiến như vậy. Con người tâm linh của chúng ta thì muốn kéo chúng ta đi lên, nhưng mà con người xác thịt thì nó kéo chúng ta xuống. Mình định bụng nha, bây giờ mình phải sử dụng lời nói của mình sao để nâng đỡ khích lệ những người lân cận. Nhưng mà mở miệng ra là nó bậy. Những lời nói không gây dựng, nhưng mà là những lời nói mà chúng ta thấy rằng nó bày tỏ ra những gì đang diễn ra bên trong chúng ta. Chúng ta cần biết thế nào để có thể thật sự thay đổi, phải không chị em? Thứ nhất, con đường dẫn đến sự thay đổi thật. Sự thay đổi thật là gì? Thay đổi thật không phải là thay đổi hành vi. Thay đổi thật là biến đổi tâm linh của chúng ta. Thay đổi hành vi là công việc của các tôn giáo khác. Người ta muốn tu, muốn sửa, muốn làm điều này, điều kia để thay đổi cái hành động của mình. Việc tai mình làm, miệng mình nói. Những điều mình suy nghĩ ở trong tư tưởng của mình. Nhưng mà sự thay đổi thật, đó là chúng ta được Chúa Ngài biến đổi chúng ta từ bên trong đổi ra. Khi con người tâm linh của chúng ta được thay đổi, chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Chúa, chúng ta được quyền năng của Chúa hành động xuyên qua chúng ta, thì bông trái của tai của chúng ta, miệng của chúng ta, lời nói của chúng ta đó, nó sẽ là những điều tốt. Vì Chúa Giê-xu Ngài báo cho chúng ta biết rằng do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Tại đó bây giờ mình ráng sửa trên lời nói là mình chỉ lo giải quyết cái việc ngọn ngành, còn cái gốc của nó mình chưa giải quyết được, thì trước sau gì nó cũng sẽ trở lại. Không phải sự thay đổi chúng ta làm bề ngoài, mà là chúng ta để Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta từ bên trong ra ngoài. Không phải sửa đổi hành vi, nhưng mà là biến đổi tâm linh của chúng ta. Đó là điều mà Phaolô nói: tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn, lại làm điều mình ghét. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, lại làm điều ác mình không muốn. Có một sự tranh chiến hết sức là rõ ràng như vậy xảy ra trong ông. Trong phân đoạn đó, trong Roma chương 7 câu 24-25: khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải tôi, cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Câu 25 mong cho chúng ta một điều mà chúng ta thấy như là một cái sự khám phá, một cái kinh nghiệm mà ông vừa nói vừa nhảy tưng lên. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Trong một bản dịch khác của Kinh Thánh tiếng Anh thì nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là giải pháp cho chúng ta. Tất cả những gì Ngài đã làm, chuẩn bị và ban cho chúng ta là giải pháp cho chúng ta để chúng ta có thể làm điều mình muốn. Thực hiện những điều mà lời của Chúa bảo chúng ta là chúng ta có thể thực hiện được. Chứ không phải là một cái điều nghịch lại, mình muốn làm điều tốt nhưng mà điều xấu nó cứ đi theo mình. Mình muốn nói những lời tốt đẹp nhưng mà lời dữ cứ ra từ miệng của mình. Câu trả lời là Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Và đó là tin vui cho mỗi một chúng ta. Chúng ta không làm được, nhưng mà Chúa Ngài có thể làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Không sửa đổi hành vi, mà là biến đổi tâm linh của chúng ta. Không phải tu, mà là biến đổi từ trong ra ngoài. Đó là điều mà trong những tuần sắp đến chúng ta sẽ tiếp tục học và kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. Cho tôi chỉ cho anh chị em cái gốc mà chúng ta cần phải tránh. Nếu sao chúng ta cứ lại bị mắc gốc. Những người đi câu cá thường là biết là mình ném xuống ngay cái chỗ đó là mình bị mắc gốc rồi. Thì mình phải tìm chỗ khác để mình ném lưới câu xuống. Nếu chúng ta ném cùng một chỗ, chúng ta sẽ lại bị mắc gốc trở lại. Tại vì dưới lòng của cái hồ hay là cái con sông đó, nó có một cái khúc cây hay là có một cái vật gì dưới đó. Mình thả xuống thế nào lưới câu của mình cũng sẽ dính vào trong chỗ. Có ba cái lối suy nghĩ, mà hai cái lối suy nghĩ sai, chỉ có một cái đúng thôi. Tôi xin trình bày để anh chị em có thể thấy được lý do tại sao chúng ta bế tắc, chúng ta bị mất gốc. Cái lối suy nghĩ thứ nhất đó là Chúa trước, sau đó là tôi.
Tất cả bắt đầu với Đức Chúa Trời. Ngài đeo đuổi chúng ta. Ngài sắp đặt để chúng ta được nghe về tin lành của Chúa. Chúng ta được cứu, Chúa kéo chúng ta về và cho chúng ta được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Rồi vì một cái lý do nào đó ở trong tư tưởng của chúng ta, chúng ta đi đến cái kết luận. Sau khi Đức Chúa Trời làm xong những việc đó rồi thì Ngài nói, ta chúc con thành công nha. Bây giờ con tự sức. Đó là lý do thứ nhất mà nhiều người bị mắc gốc. Họ bắt đầu đúng, bắt đầu với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định là sau khi Ngài cứu và đem chúng ta vào gia đình của Chúa rồi, bây giờ chúng ta phải ráng tự sức của mình để sống những ngày còn lại. Đời sống đạo của chúng ta không thể nào sống bởi sức riêng của mình được. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Vì lý do nào đó chúng ta tin rằng mình sẽ thay đổi, mình sẽ làm như thế này như thế kia, và chúng ta tùy thuộc vào chính mình. Như chúng ta thường phân bua, tôi đang cố gắng để không dễ mất bình tĩnh như xưa. Tánh tôi nóng lắm. Tôi cố gắng ngừng chữ thề. Tôi cố gắng đến gần với Chúa hơn. Tôi cố gắng để giảm bớt, thay vì 4 giờ đồng hồ lướt Facebook, coi Reel cũng như là Instagram, thì tôi sẽ giảm xuống cái thời giờ đó một cách tối đa. Nhưng mà rồi anh thấy tay của mình cứ lướt. Thích, muốn nhưng không làm được. Mình nghĩ rằng Chúa đã làm xong phần của Ngài, bây giờ là mình tự lo. Tôi nói sai hoàn toàn. Chúa xong công việc của Ngài rồi, bây giờ đến tôi. Đó là lối suy nghĩ sai lầm. Lối suy nghĩ thứ hai, đó là Chúa chứ không phải tôi. Đây là ngược lại hoàn toàn. Tức là Chúa, Ngài làm tất cả chứ không phải tôi, cho nên tôi giao cho Chúa hết. Tôi không thích công việc này nữa, cho nên tôi bỏ công việc. Chúa chu cấp mà. Ngài là Đức Jehovah Jireh mà. Tôi muốn đến gần Chúa hơn. Nhưng mà tôi không chưa đến được là bởi vì Chúa chưa đến thời điểm của Ngài, Ngài chưa hành động. Cho nên tôi chờ Chúa Ngài hành động làm việc ở trên đời sống của tôi, vì Chúa là tất cả. Và cuối cùng là nhiều năm rồi không còn đọc lời của Chúa, không còn cầu nguyện. Có một số những trường hợp cho đến giờ phút này, kể từ Covid, vẫn chưa trở về nhà thờ. Mình chờ Chúa. Chúa là tất cả. Nhất là những người mà được nghe dạy dỗ về ân tứ, bây giờ mình chờ Chúa. Thay vì mình tích cực học hỏi lời của Chúa để học biết ý của Chúa. Thì có một giai đoạn chúng tôi nghe tại Việt Nam là con cái của Chúa sớm lại mỗi buổi tối và cầu nguyện trong tiếng mới, chờ đợi lời mặc khải từ nơi Chúa. Trong khi đó Kinh Thánh không đọc. Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời đã chép thành văn tự cho chúng ta. Đa số đã được ghi lại cho chúng ta. Muốn biết ý Chúa, biết Kinh Thánh. Có những trường hợp đặc biệt, Chúa Ngài lấy lời đã chép thành văn tự Logos, Ngài sức dầu trên và Ngài biến nó trở thành lời Rhema cho chúng ta trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng chúng ta không thể ngồi để chờ ân tứ của Chúa thể hiện khi chúng ta thức đêm cầu nguyện và chờ tiếng Chúa phán. Chúa phán với chúng ta qua lời của Chúa, Chúa phán với chúng ta qua thời giờ chúng ta học Kinh Thánh, Chúa phán với chúng ta trong thời giờ chúng ta cầu nguyện. Chúa phán với chúng ta trong những giờ chúng ta học lời của Chúa như thế này ở trong buổi nhóm. Chúa phán với chúng ta qua chiêm bao, Chúa có thể phán với chúng ta qua hoàn cảnh. Ngài có nhiều cách để Ngài phán dạy với chúng ta, đừng chờ đợi, chỉ chờ ân tứ được thể hiện. Vì mình nói rằng, Chúa chứ không phải là tôi. Đó là cái lối suy nghĩ thứ hai mà chúng ta cũng cần phải tránh. Thứ nhất, đó là Chúa làm hết rồi, bây giờ đến phiên mình. Thứ hai, ngược lại, là Chúa là tất cả, Ngài làm hết, mình không có làm gì hết. Cái lối suy nghĩ thứ ba cần có anh chị em, đó là Chúa làm việc qua tôi. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa làm việc qua tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi hôm nay như thế nào ấy là nhờ ân điển của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 9 đến câu 10. Sứ đồ Phao-lô nói đến ở tại đây. Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay.
Và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác. Nhưng nào phải tôi, mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Chúa làm xuyên qua chúng ta. Chúa làm thông qua chúng ta. Có một sự hiệp tác rõ ràng mà chúng ta thấy ở đây. Một cái sự thay đổi hết sức là lớn lao trên cuộc đời này. Sứ đồ Phaolô từng là người bắt bớ hội thánh của Chúa. Các học giả Kinh Thánh đề nghị rằng ông có thể bắt bớ, bỏ tù và chịu trách nhiệm giết linh đính có thể là 10.000 người. Ông tàn hại hội thánh của Chúa lúc bấy giờ. Ông trong ý tưởng đầu của Corinto thứ nhất chương 15 câu số 9 này đó, không đáng được gọi là sứ đồ. Tại sao? Bởi vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Rồi như ông đã khám phá ở trong Roma chương 7, lại nhắc nhở, nhưng nhờ ân điển Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay. Cảm ơn Chúa. Và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác. Cảm ơn Chúa. Mấy ngày trước, ông bắt bớ hội thánh của Chúa. Và sau khi được Chúa Ngài bắt phục, và Chúa dùng Anania đến để đặt tay trên ông, để mắt của ông lại sáng, và ông được đầy dạy Đức Thánh Linh, thì ông lập tức đi và giảng về Đức Chúa Giêsu Christ. Sau này ông kể lại, khi ông đi rao giảng lời của Chúa như vậy, ông bị đánh đập bắt bớ, có những đêm không ngủ, nguy trên bến, nguy trên sông với những anh em giả dối. Nhưng mà ông vẫn hầu việc Chúa, lý do là bởi vì ông được Chúa biến đổi ông hoàn toàn. Thay đổi thực sự không phải là bắt đầu là Chúa, sau đó là bạn. Thay đổi thực sự cũng không phải là việc của Chúa, chứ không phải của bạn. Thay đổi thực sự là Chúa làm việc xuyên qua bạn, để tâm linh của bạn được biến đổi hoàn toàn. Cùng một ân điển để cứu chúng ta, cũng là ân điển để biến đổi chúng ta. Không phải sửa đổi hành vi, anh chị em. Vì chúng ta có thể sửa suốt ngày, suốt năm. Nó xuất hiện rồi chúng ta mới sửa đó. Thì chúng ta không giải quyết được gốc rễ của nó đâu. Nó phải từ trong trong của chúng ta. Từ bên trong của chúng ta, từ đây mà những lời nói của chúng ta, từ đây mà bông trái của Thánh Linh có thể thể hiện ra ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhận biết đâu là sự biến đổi thật. Chúng ta không thể nào chữa ung thư bằng cách cái chỗ đó ung thư, mình xức một ít thuốc đỏ lên rồi ráng cái miếng băng keo lên chỗ đó. Những cái ung nhọt trong đời sống tâm linh của chúng ta cần phải được quyền năng của Chúa tiêu trừ. Và có cái sự cộng tác của chúng ta để Chúa Ngài có thể làm công việc đó, thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự tự do, sự chữa lành thật sự từ nơi Chúa. Điều thứ nhì mà tôi mời anh chị em suy nghĩ đó là, nếu thay đổi thật sự là Đức Chúa Trời làm việc thông qua chúng ta, thì điều này trông như thế nào? Trong kinh nghiệm bước đi với Chúa và hầu việc Chúa, cho tôi chia sẻ với anh chị em một số những điều mà tôi học được trong bước đường đi theo Chúa. Để thay đổi trở thành biến đổi tâm linh, chúng ta phải nhớ rằng nó liên quan đến việc thuộc linh. Chúng ta không thể nào việc làm việc thuộc thể mà thay đổi được. Thay đổi lý do tại sao, lập kế hoạch như thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự biến đổi thật. Rất là quan trọng chúng ta phải biết cái lý do thuộc linh tại sao. Vì đó chính là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta. Khi mà biết cái lý do tại sao chúng ta có mặt ở trên thế gian này, tại sao chúng ta làm công việc đó, tại sao chúng ta cầu nguyện, tại sao chúng ta học Kinh Thánh, và chúng ta giữ cái lý do tại sao đó một cách rất rõ, thì sẽ giúp cho chúng ta có thể tiếp nối công việc được. Vì rất dễ để chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh lấy lệ, đi nhà thờ lấy lệ, sáng thức dậy ăn mặc đẹp đẽ, đến nhà thờ chơi trò chơi đi nhà thờ, khi tấm lòng của chúng ta không còn ở trong sự thờ phượng Chúa nữa. Thì cho dù chúng ta có ngồi ở hàng trước của nhà thờ hay là ngồi hàng cuối của nhà thờ, chúng ta cũng vẫn ở trong cái chỗ xa Chúa lắm. Nên rất là quan trọng để chúng ta nhận biết lý do tại sao chúng ta về nhà Chúa, lý do tại sao chúng ta ca hát, lý do tại sao chúng ta nghe giảng, lý do tại sao chúng ta bắt tay và chúng ta hầu việc Chúa, phục vụ Chúa. Khi chúng ta hiểu được cái lý do thuộc linh đó, tại sao đó, thì chúng ta làm được cái mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Cái áo
thung đầu tiên của đội tuyển, đó là cái câu nói tôi được dựng nên cho việc này. Khi chúng ta biết Chúa ngài dựng nên chúng ta, cho chúng ta những khả năng, những ân tứ, những cái ước muốn của chúng ta sẽ biết lý do tại sao Chúa dựng nên chúng ta, bởi vì chúng ta biết cái việc mà chúng ta tham dự vào đó, không cần ai thúc đẩy, không cần ai nhắc nhở, chúng ta vẫn làm bởi vì Chúa dựng nên chúng ta như vậy. I'm created for this. Chúa dựng nên tôi cho việc này. Cảm ơn Chúa. Nhưng không, không, không. Hồi xưa cái kiểu đó, chứ còn hội thánh Việt Nam của mình đó, là mục sư phải đi năn nỉ từng người, phải mời từng người. Tôi đã từng bị mắng là không biết tuyển dụng nhân tài, không biết sử dụng nhân tài. Nhân tài đầy ở trong nhà thờ đó, mà không có ai làm việc. Vậy họ chờ nhân tài này là phải chờ để mình phải biết tuyển dụng, mình phải biết sử dụng bằng cách là mình đi năn nỉ. Rồi thấy, ô, mục sư nói như vậy thì tôi làm. Anh chị em, tôi không thể làm như vậy để nuông chiều xác thịt của anh chị em, là điều mà Đức Chúa Trời tuyên chiến với chúng ta ngay từ giây phút chúng ta tiếp nhận Chúa làm của Chúa đời sống. Ngài muốn cái xác thịt của chúng ta phải chịu đóng đinh với Đấng Christ ở tại thập tự giá. Tất cả những việc chúng ta phục vụ là bởi vì Chúa dựng nên chúng ta và Ngài đã ban chúng ta những khả năng đó. Đó là những món quà Chúa ban cho chúng ta, và phần chúng ta dâng lại cho Chúa là phục vụ và thờ phượng Chúa bằng đời sống của chúng ta. Cái phương cách thuộc linh làm thế nào đó, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời qua chúng ta. Làm sao mình làm được? Thánh Linh giúp đỡ. Làm sao để mình có thể cầu nguyện mà nghe người ta kể là cầu nguyện nhiều giờ đồng hồ như vậy, tôi cầu nguyện có 2-3 chữ là hết ý rồi. Nhờ Thánh Linh của Chúa, nhờ thần ân điển và nài sinh hành động ở trên chúng ta, khi chúng ta mời Ngài và nhường đời sống của mình cho Chúa cầu nguyện xuyên qua môi miệng của chúng ta. Làm sao để chúng ta có thể nghiên cứu học hỏi lời của Chúa nhiều giờ như vậy, trong khi tôi mở ra đọc có mấy chữ là nó đã ngủ rồi? Nhờ Thánh Linh của Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Ngài sẽ tạo nên một cân đối kém thuộc linh ở trong chúng ta, khiến cho chúng ta đói lời của Chúa đến độ không có chúng ta có thể xỉu được đó. Anh chẳng còn nhớ những ngày đó không? Những ngày mà mình mới được Chúa Ngài thăm viếng ban phước đó. Tôi nghe nhiều người kể, hôm xưa em về tới nhà đó là vừa bỏ cái ví xuống là em ôm Kinh Thánh lên em đọc rồi. Ham thích lời của Chúa đến như vậy. Cảm ơn Chúa. Lý do thuộc linh là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi. Cái phương cách thuộc linh là chúng ta phải nhớ là Chúa làm xuyên qua chúng ta, nhờ cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc xuyên qua chúng ta qua Thánh Linh của Chúa. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài không dựng nên chúng ta để chúng ta tự chạy trên cái cục pin của mình. Có một mục sư người nữ thuộc về hội thánh của Chúa mà chúng tôi theo dõi quan sát sinh hoạt của họ. Cô có một cái bài giảng là Battery Not Included. Cô muốn nói đời sống của chúng ta đó, giống như chúng ta có một số những cái đồ chơi của trẻ em ngày hôm nay, thì cái nhà sản xuất đó, họ bán cái món đồ chơi đó, họ có cho thêm 2 cục pin sẵn. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì Ngài không có cho chúng ta 2 cục pin sẵn. Ngài muốn chúng ta đi tìm quyền năng của Chúa Thánh Linh để chúng ta có thể hoạt động được. Để tất cả đến từ Chúa. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta nhận biết điều đó trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta biết cái lý do thuộc linh, tại sao chúng ta làm công việc đó, thì anh chị em, 4 giờ đồng hồ trên màn hình không phải là chuyện xấu. Nếu 4 giờ đồng hồ đó là để chúng ta chia sẻ về tin lành của Chúa và giúp đỡ cho những người chưa biết Chúa được biết với Chúa. Bây giờ đã được biến đổi và biết lý do tại sao, chúng ta sẽ thấy phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta. Mục đích là để tôn vinh Chúa, để yêu người, để chia sẻ về tin lành của Chúa và đón nhận như là phương tiện của thời đại chúng ta để chia sẻ tin lành của Chúa xuyên lục địa, xuyên thế giới. Thì nó không sai. Khi chúng ta biết lý do tại sao chúng ta làm điều đó. Đối với những lĩnh vực khác ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta muốn thay đổi. Và lý do chúng ta muốn thay đổi
về cách ăn uống của chúng ta để chúng ta có sức khỏe tốt. Không phải là để chúng ta sẽ biểu diễn thân thể của mình ở tại bờ biển hoặc những cái áo tắm, nhưng mà để chúng ta có dốc dáng gọn hơn, thân thể của chúng ta khỏe mạnh. Lý do là bởi vì đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Nó là một cái phương tiện để chuyên chở chúng ta đi đây đi đó, để chúng ta giảng tin lành của Chúa cho người khác. Một trong những điều làm cho tôi đi đến cái quyết định phải để ý đến cái cách ăn uống của mình. Không phải vì nhà tôi nhắc anh bây giờ phải coi chừng đồ ăn anh ăn nha, coi chừng ngọt quá hay là béo quá. Không phải. Cũng không phải là kết quả của thử máu. Và kết quả của một người bác sĩ là một con cái của Chúa. Người bác sĩ này nói một câu làm tôi về là quyết tâm thay đổi. Ông biết tôi là mục sư thì nói rằng mục sư biết chú muốn mục sư hầu vì Chúa một cách lâu dài. Muốn hầu vì Chúa lâu hơn phải thay đổi đời sống của mình. Và đó là động cơ rất là thuộc linh, đó là lý do thuộc linh. Tại sao? Nó khiến cho tôi để ý đến việc mình ăn uống ít tinh bột hơn, ít đường hơn, uống nước nhiều hơn, ăn những thức ăn tốt hơn, để mình có một sức khỏe khỏe mạnh để hầu vị Chúa. Và nhận biết thân thể của mình là đền thờ của Đức Thánh Linh. Các anh chị em muốn sụt cân, nắm bắt được điều này, tôi cam đoan là anh chị em sẽ giảm cân được. Thì anh chị em có một mục tiêu rất là rõ ràng. Một mục tiêu này nó rất là thiêng liêng và rất là ý nghĩa. Bởi vì chúng ta muốn bảo vệ cái đền thờ này là nơi Chúa đang ngự. Cho nên chúng ta không có bỏ rác rến vào ở trong cái đền thờ này được. Những cái thứ khoái khẩu ngày hôm nay, ngày mai nó gây hại cho chúng ta. Chúng ta sẽ giảm thiểu nó được. Bởi vì chúng ta muốn bảo vệ cái thân thể này, đời sống này, vì đây là đền thờ nơi Chúa ngự. Và mình muốn sống lâu để hầu vì Chúa, để nhiều người được biết về tình yêu của Chúa, phước hạnh của Ngài qua cuộc đời của chúng ta. Amen anh chị em. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta, ô cái này ngon miệng lắm á, nhưng mà nó có tốt cho sức khỏe không? Không, ăn chút thôi. Còn đằng kia có vấn đề rồi, lâu lâu mới ăn một lần mà thử ăn rượu thuốc. Mà lâu lâu là bữa nay lâu lâu, rồi ngày mai lại tiếp tục lâu lâu, rồi cứ ngày nào cũng lâu lâu một lần hết. Thì không bao lâu thì chúng ta thấy rằng nó là cái cách ăn uống của chúng ta, nó nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Lý do thuộc linh. Lý do tại sao chúng ta phải có một cái đời sống mạnh mẽ, phải có một đời sống cầu nguyện, linh nghiệm. Vì Đức Chúa Trời cần những con người cầu thai trên đất này để Ngài có thể có quyền pháp lý can thiệp vào, bước vào những hoàn cảnh mà những chiến sĩ cầu thai này mời Ngài bước vào. Tại sao chúng ta phải có một đời sống học hỏi lời của Chúa một cách ngọt ngào? Lý do là bởi vì lời của Chúa là linh lương cho chúng ta. Và đó là cách mà Chúa Cha trò chuyện với chúng ta trong thời giờ cầu nguyện cũng như giờ học Kinh Thánh. Chúng ta biết lý do thuộc linh sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng mình không thể làm lấy lệ được. Mặc dù rất dễ để chúng ta có thể trở nên làm cho có lệ. Rồi chúng ta hay bắt chước. Tôi nhớ một câu chuyện nói đến làm cho lấy lệ đó. Là có một người quan sát thấy cha của mình là một chiến sĩ cầu nguyện. Và có một cái khung cảnh rất quen mắt, đó là mỗi lần ông quỳ gối cầu nguyện thì con mèo được cột ở dưới cái chân giường kế bên cạnh ông. Anh quan sát. Cuối cùng thì khi lớn lên, mỗi lần anh cầu nguyện anh cũng cột con mèo ở dưới chân giường. Rồi một ngày kia, anh cột con mèo vô chân giường rồi bỏ đi, không cầu nguyện. Thì có người hỏi sao hôm nay không cầu nguyện, nó đã cột con mèo vô chân giường rồi. Mà chuyện quay trở về với hình ảnh ban đầu người cha này, trong lúc cầu nguyện con mèo nó làm rộn, nó quấn quýt, nó làm đủ thứ, cho nên ông cột nó lại vô chân giường để ông có thể tập trung, ông cầu nguyện với Chúa. Đứa con nhìn thấy, thấy lần cầu nguyện và con mèo cột chân vào trong chân giường là cái hình ảnh quen mắt. Cho nên con mèo nó không có làm rộn, cũng cột nó dưới chân giường trong lúc cầu nguyện. Làm riết rồi đến một cái ngày
cột con mèo vô trong chân giường, không cầu nguyện luôn, vì đó rằng nghĩ rằng cầu nguyện và con mèo cột trong giường làm một điều giống nhau. Rất dễ để chúng ta sẽ làm những việc lấy lệ. Một sư giảng lời Chúa bảo là mình phải đọc Kinh Thánh, mở ra đọc được một hai câu xong xếp lại. Xong rồi, hôm nay con đã làm xong bổn phận của con rồi nha. Chúa phải ban phước cho con, nhưng hôm nay con có lấy lời Chúa đem vào lòng của con rồi đó. Mất đi sự ngọt ngào. Cầu nguyện. Lý do thật của sự cầu nguyện là Đức Chúa Trời muốn nghe chúng ta trò chuyện với Ngài, tương giao với Ngài. Chúa muốn có cái sự thông công với chúng ta lắm. Và hình ảnh đầu tiên mà chúng ta thấy ở trong vườn Ê-đen, khi mỗi buổi chiều Đức Chúa Trời đi vào trong khu vườn thân ái đó để gặp gỡ Adam và Eva. Nếu chúng ta nghĩ đến Đức Chúa Trời ngày dựng nên cả cái vũ trụ này, mà cái quả địa cầu của chúng ta là chỉ là một cái hạt bụi trong cái hạt bụi của vũ trụ này, rồi chúng ta là cái hạt bụi trong cái hạt bụi của cái hạt bụi của cái quả địa cầu này, để mà Đức Chúa Trời ngự xuống trò chuyện với tạo vật này của Chúa, Chúa rất muốn thì giờ để tương giao với chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta, Chúa đặt chính Ngài vào trong một cái vị trí Ngài tự giới hạn Ngài trong việc, đó là đáp lời cầu nguyện. Và Ngài muốn chúng ta gặp Ngài thường xuyên. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng cầu nguyện không thể là gánh nặng, cầu nguyện không thể là một cái chuyện mà chúng ta làm lấy lệ, nhưng mà là cái thời giờ mà chúng ta không muốn rời đi. Có người hỏi tôi, mục sư cầu nguyện mỗi ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ? Tôi trả lời là suốt ngày. Vì tôi không bao giờ rời cái tinh thần cầu nguyện. Tương giao với Chúa, tâm linh của tôi luôn luôn tương giao với Chúa. Hỏi sự hướng dẫn của Chúa, sự chỉ dạy của Ngài cho những vấn đề, cho những công tác. Trong lúc nói chuyện, tư vấn với ai đó, tâm linh của tôi vẫn tìm vào trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời để xin lời của Chúa để giúp đỡ. Trong lúc chuẩn bị bài giảng cũng xin Thánh Linh của Chúa ngày dạy dỗ. Và đây là điều tuyệt vời đấy anh chị em. Trong những ngày gần đây lại tiếp tục được xác nhận, và nó là một điều mà trước đây tôi không hiểu nổi. Nhưng mà càng suy nghĩ thì chúng ta biết rằng khi chúng ta chọn cái sự sống là Chúa sống xuyên qua chúng ta, thì cái kết quả của nó lớn lao lắm. Khi chúng ta giảng để Chúa giảng xuyên qua miệng của chúng ta, khi chúng ta chuẩn bị bài giảng để Thánh Linh của Chúa soi sáng dẫn dắt chúng ta, thì kết quả nó như thế này nè. Mới đây có một chị em, trước đây thì chúng ta đã nghe nhiều rồi, nhưng mà mới đây nhất, ông chị em gặp tôi ở trong kỳ đại hội ở tại Pensacola. Nó mục sư ơi, em nghe rất là nhiều mục sư giảng. Có những mục sư là họ giảng trên chương trình này, chương trình kia đó. Mà em nghe bài giảng của họ tối đa là 2 lần. Nhưng bài giảng của mục sư em nghe 20 lần, 30 lần, có nhiều bài giảng em nghe nhiều hơn nữa, mà mỗi lần đều nhận được sự dạy dỗ mới. Tại sao? Câu trả lời là Chúa làm xuyên qua chúng ta. Không phải Chúa Ngài kéo chúng ta, Ngài ban phước trên chúng ta rồi xong rồi Chúa nói rằng con cố gắng thành công nha, bây giờ con tự lo tự liệu. Không. Chương trình của Đức Chúa Trời vẫn là Ngài phục hồi, Ngài kéo chúng ta trở về trong mối liên hệ chúng ta với Chúa, vì nó đã bị gãy đổ bởi tội lỗi của tổ tiên truyền lại cho chúng ta, cũng như tội lỗi cá nhân của chúng ta. Chúa Giêsu chịu đổ huyết để phục hồi lại cho chúng ta, và Đức Chúa Trời muốn cuộc đời chúng ta lại trở lại khi chương trình của Chúa là Ngài dựng nên con người chúng ta để Ngài ở trong con người của chúng ta. Adam được Chúa lấy từ bụi đất dựng nên xong, Adam vẫn bất động cho đến khi Chúa phủ hơi thở của Ngài vào. Adam bắt đầu rung rai, chuyển động, tim của ông bắt đầu đập và các hệ thống trong ông đều bắt đầu di chuyển, máu bắt đầu chạy, tất cả đều hoạt động khi hơi thở của Đức Chúa Trời vào ở trong con người của Adam. Tội lỗi làm gián đoạn Thánh Linh của Chúa, thần linh của Đức Chúa Trời không ở trong con người được nữa, vì con người phạm tội, rất là tội lỗi. Sáng thế ký chương 6 cho chúng ta thấy hình ảnh đó. Cho đến bởi ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài thực hiện xong tội lỗi được dời ra khỏi đời sống của chúng ta. Bây giờ Thánh Linh của Chúa lại có thể ở trong chúng ta, và chúng ta bây giờ có thể là đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi Thánh Linh của Chúa đang ở. Tạ ơn Đức Chúa Trời, cái giải pháp ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái tranh chiến mà Phao-lô thấy được, muốn làm điều lành nhưng mà điều ác cứ theo.
không gì có thể giải cứu được. Ông thét lên khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi ra khỏi cái thân thể này. Ông liền nhớ đến, cảm ơn Chúa, vì Đức Chúa Giêsu Christ là câu trả lời. Cho nên hãy đón nhận tất cả những gì Chúa Giêsu đã phục hồi và ban cho chúng ta. Kế hoạch này Đức Chúa Trời tính lâu lắm rồi anh chị em. Ngày qua các tiên tri của Chúa đã báo trước rằng trong những ngày cuối rốt ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Kế hoạch của Đức Chúa Trời để Thánh Linh của Chúa lại được ở trong con người của chúng ta, thì đừng ai trong chúng ta làm điều mà sứ đồ Phaolô hỏi hội thánh của Chúa tại thành Galatia. Sao anh em ngu muội như vậy? Anh em bắt đầu với Thánh Linh của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, ân điển của Ngài, sao bây giờ lại nghe một thứ tin lành khác và anh em đi theo những điều khác? Trong tiếng Anh thì không phải chữ ngu muội mà dùng cái chữ còn nặng hơn nữa. Thật là khờ, thật là dại nếu chúng ta buông tay Chúa. Chúng ta nghĩ rằng Chúa đã làm xong công việc của Ngài, cứu ban phước cho chúng ta, cho chúng ta được ở trong nhà của Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta bây giờ tự lo, tự liệu. Sai. Cũng không phải là Chúa Ngài cứu chúng ta rồi, bây giờ Chúa làm hết. Ngài tôn trọng cái quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Cho nên cái ý tưởng hết sức là quan trọng thứ ba mà chúng ta được nhắc nhở trong ngày hôm nay, đó là Chúa làm xuyên qua chúng ta, Chúa sống xuyên qua chúng ta, có sự hiệp tác với chúng ta. Tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà Christ sống trong tôi. Những ngày tôi sống trong xác thịt là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Để rồi chúng ta sẽ thấy một điều, đó là người ta thấy Chúa ở trong chúng ta, người ta thấy Chúa hành động trong chúng ta, người ta thấy Chúa rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Anh chị em hãy tìm lại cho được lý do thuộc linh cho mọi vấn đề mà chúng ta muốn thay đổi. Muốn xuống cân, sụp cân cũng phải biết lý do thuộc linh thì chúng ta mới làm được. Cảm ơn Chúa. Coi có thắc mắc cái chuyện gia đình mạnh hạnh phúc hay không, nó có liên quan gì đến thuộc linh? Có chứ. Hơn 70 cặp mà tôi đã huấn luyện lớp chuẩn bị hôn nhân, chỉ có 2 cặp ly dị. Bởi vì trong lúc học thì một trong những điều mà tôi gieo vào ở trong cái hôn nhân sắp sửa được thành lập đó, đã cầu nguyện và sống như thế nào để Chúa Ngài ban phước để hôn nhân của hai bạn sẽ trở nên bóng mát giữa sa mạc cho những cuộc đời đau khổ, là cái nơi trú ẩn bảo tố cho những hôn nhân cần được giúp đỡ. Đó là một cái lý tưởng rất là tốt với anh em. Đó là lý do thuộc linh rất là tốt để chúng ta phải đảm bảo gia đình của chúng ta, hôn nhân phải thật là hạnh phúc. Ở giữa những cái người có những hôn nhân đau khổ, lộn xộn, gãy đổ, họ nhìn thấy có một cái cặp vợ chồng này, sao mà họ yêu thương nhau tốt quá. Rình rình đến hỏi, bí quyết ở chỗ nào? Dạ bởi vì tụi em có Chúa trong đời sống. Vì vợ chồng tụi em đi nhóm lại trong cùng một hội thánh. Vì vợ chồng chúng em có thời giờ để cầu nguyện, để học lời Chúa chung với nhau. Vợ chồng chúng em có cái thời giờ để phục vụ Chúa chung với nhau. Anh chị em có biết khi một hôn nhân có đủ 5 yếu tố đó, chuyện gì xảy ra không? Trong lúc thế giới của chúng ta, cái tỷ lệ là cứ 4 cặp lập gia đình thì sau 5 năm có 2 cặp ly dị. Nhưng một cái gia đình mà có 5 cái yếu tố mà tôi mới vừa bày tỏ với anh chị em đó, thì trong hơn 1.400 cặp thì chỉ có 1 cặp ly dị thôi. Nên một gia đình, vợ chồng sống trong cùng một niềm tin, nhóm lại nơi một chỗ, học hỏi lời Chúa chung với nhau, cầu nguyện chung với nhau và cùng nhau phục vụ Chúa, hôn nhân đó vẫn vô cùng. Đó lý do tại sao. Lý do thuộc linh tại sao chúng ta phải có một hôn nhân hạnh phúc. Anh chị còn thắc mắc có lý do nào khác nữa để chúng ta đeo đuổi trong đời sống của chúng ta, cho những thay đổi trong cuộc đời của chúng ta không? Sức khỏe rồi, hôn nhân rồi, đời sống tâm linh rồi, cầu nguyện rồi, còn gì nữa? Lý do tại sao chúng ta phải chứng đạo? Để dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Lý do chúng ta phải nói, chúng ta phải làm chứng là bởi vì
Đó là con đường duy nhất. Chính Đức Giê-xu ngài tuyên bố: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa nói ta cộng thêm cái gì nữa. Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Sao một sự hẹp hòi quá. Không, có những lúc chúng ta phải hẹp hòi. Bởi vì chỉ có một con đường, anh chị em. Mà chúng ta rời rộng, đường rời rộng khoảng khác sẽ dẫn đến sự chết. Chỉ có một con đường thôi, đường hẹp. Con đường mà Chúa Giê-xu chính là con đường đó. Ngài là đạo, Ngài là con đường. Mà chỉ có một Ngài, chỉ có qua Ngài, con người chúng ta mới có thể được cứu. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể giữ được tinh thần truyền giáo luôn luôn là như vậy. Hãy trở lại với lý do thuộc linh. Tại sao? Tại sao tôi muốn thay đổi điều này? Tại sao tôi muốn thay đổi lĩnh vực này trong cuộc đời của tôi? Anh chị em khám phá ra và tìm được cái lý do tại sao, anh chị em sẽ làm được. Rồi cái cách đó, thì chúng ta đã nghe giảng rất nhiều rồi, nhắc nhở trong ngày hôm nay trở lại. Cách đó là quyền năng của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Chúa làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Không cách nào khác. Tôi khuyên các anh chị em quyết tâm công bố thành lời điều này. Tôi là người có kỷ luật. Đấng Christ trong tôi mạnh hơn tất cả những ước muốn xấu ở trong tôi. Tôi là người có kỷ luật. Và điều Chúa ngài sống xuyên của chúng ta đó là Đấng Christ ở trong tôi mạnh hơn tất cả những ước muốn xấu ở trong tôi. Ngài lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Trong đó có cái con ma rùa. Trong đó có con ma cờ bạc. Và rồi những thứ trói buộc khác. Trong đó có con ma túy. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ đó. Cho nên tôi là người có kỷ luật. Tôi nhờ cậy Chúa và tôi sẽ bước đi ở trong ơn của Ngài. Tôi sẽ đắc thắng tất cả những điều đó. Khi bị cám dỗ ăn nhiều, sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi sẽ đắc thắng điều đó. Khi cám dỗ để xem những thứ không nên xem, sử dụng những cái chất không nên sử dụng, thì sự giải cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ là nương nhờ vào phúc lợi của huyết của Đức Chúa Jesus đã đổ tại vườn Gethsemane. Khi Chúa chiến đấu một cách cô đơn để không làm theo ý riêng của mình mà làm theo ý cha, đến độ ngài đổ mồ hôi như những giọt máu lớn đổ xuống. Tôi đã giúp cho rất là nhiều người và kết quả là họ được tự do dài hạn. Đó là giúp đỡ cho họ điều thứ nhất. Bởi phép lạ của Chúa, Chúa bôi đi cái vùng nhớ, cái cảm giác đầu tiên đó của những người chơi ma túy lần đầu tiên đó. Khi phép lạ đó xảy ra, cái thứ hai là để có cái sức mạnh của ý chí để có thể làm theo ý cha, không phải làm theo ý của mình nữa. Xin huyết của Đức Chúa Giê-xu đã đổ tại vườn Gethsemane áp dụng trên đời sống của con. Thì chúng ta không có sức, không có thể làm những cái quyết định để chúng ta thắng một cái thói hư, cái tật xấu nào đó trong đời sống của chúng ta. Hãy xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta như vậy. Không phải Chúa làm xong rồi bây giờ tính chúng ta tự lo. Không phải là Chúa làm tất cả chứ không phải là chúng ta, nhưng mà là Chúa làm xuyên qua chúng ta. Anh chị em nắm được vấn đề không? Đây là cái chìa khóa để giúp cho chúng ta đắc thắng và kết quả được trong sự thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Mục sư nói chuyện nó dễ thì mục sư là mục sư, không có đụng với đời giống như chúng tôi. Thế không? Chúng ta đụng với đời trong một cái góc cạnh khác. Mà nhiều khi nó còn, cuộc chiến nó càng hết sức là khốc liệt. Nhất là những người cơ đốc nhân đã trở lại với đời. Thì cái phạm tội của nó bây giờ nó tinh vi lắm. Và những cái lý do bào chữa thì nó rất là thiêng liêng. Tại sao lúc này ít nhóm nhỉ? Một sự biết rồi, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt yếu đuối, Chúa còn nói như vậy mà.
Rồi sao? Quên đi điều trước đó Chúa nói các con phải tỉnh thức và cầu nguyện để không xa vào trước cám dỗ, vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt yếu đuối. Bỏ câu trước, tại vì câu trước biểu tỉnh thức và cầu nguyện. Không, mình chỉ sử dụng câu 6 thôi để bào chữa cho cái việc tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt yếu đuối. Cho nên vắng mặt là như vậy, mục sư. Chúng ta đụng chạm với những tín đồ bây giờ nó giống như là chiên sống lâu năm mà không có trưởng thành trong Chúa, bây giờ nó mọc nanh đó. Cắn đau lắm ạ. Cho nên trong bước đường của chúng tôi, anh chị em cũng đối diện với những sự thách thức. Nhưng điều có thể kéo tôi đi vào ở trong cái chỗ là bây giờ thôi, cứ làm lấy lệ thôi. Nhiều khi cũng có tiếng cám dỗ đó của ma quỷ. Như tôi phơi trần cái tấm lòng của mình trong tối thứ ba vừa rồi cho các anh chị em. Nhiều lúc ma quỷ nó xúi để ý đến cái người đó đi. Thấy họ không có tha thiết trong vấn đề học lời của Chúa. Mình thì là thức đêm, thức hôm, chiến đấu, gõ cửa thiên đàng, xin bánh của Chúa để đãi họ ăn, mà đút vô là lè lửa nhả ra. Có nhiều khi nghe xong bài giảng ngày Chủ nhật, trong khi những người khác thay đổi, mình về thì phê bình chỉ trích, không chỗ nào chứa hết. Không đủ chỗ chứa. Nào là giảng dài, là như thế này, là như thế kia. Thì cuối cùng, có những lúc, những ngày thứ hai tôi nghe ma quỷ nó đến nói, giảng thì thôi. Theo tiêu chuẩn đi, 15 phút đủ rồi. Mà chẳng biết có những hội thánh là họ tập trung vào cái mục tiêu của hội thánh trong ngày thờ phượng, cái lý do tại sao thuộc linh của họ là phải làm sao cho nó tóm gọn trong vòng một tiếng đồng hồ. Và khi xong như vậy, cảm ơn Chúa, buổi nhóm rất là được ơn Chúa, chúng ta làm đủ hết tất cả một tiết mục trong vòng một tiếng đồng hồ cho con cái của Chúa về sớm để họ có football. Đó là một cái sự thành công đối với họ. Lý do tại sao của họ là làm sao để trả lễ với Đức Chúa Trời cho đủ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà đó không phải là mục tiêu thuộc linh của tôi. Cái ngày mà tôi đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời để trả lời về đời sống của anh chị em là những người mà tôi chăn dắt, tôi muốn nói với Chúa được, là Chúa, tại họ không muốn nghe cho nên con cũng muốn giảng cho lấy lệ. Con lên con đọc một vài câu kinh thánh rồi con giải nghĩa một ít là sơ sài xong rồi. Chúa ban phước cho anh chị em một tuần lễ phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Mọi người amen đi về. Đi ra ngoài cửa của nhà thờ gặp những con quỷ thật ở ngoài đó. Nó túm cổ, nó hành hạ. Không có được trang bị lời của Đức Chúa Trời để có thể có một đời sống được biến đổi. Tôi không thể nào đứng trước mặt Đức Chúa Trời để trả lời về công việc như vậy. Nhưng ma quỷ nó cũng cám dỗ đó. Thôi chi mà tha thiết, thôi chi mà hết lòng nóng cháy như vậy. Cứ hầu vị Chúa một cách gọi là theo cái thuyết tatalism, nó tà được rồi. Không được. Vì tôi nhớ cái ngày mà nó khác đến cái độ là lưỡi của mình nó cứng hết rồi anh chị. Người ta múc nước biển uống vô một chút là lăn ra chết. Tôi đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời ở giữa cái biển cả lớn như vậy mà mình giống như là một cái lá cây ở trong một cái ao nước. Nói với Chúa rằng Chúa giữ cuộc sống của con, Chúa cho con sống, thì con sẽ dâng tất cả những ngày còn lại của cuộc đời của con để nói cho mọi người con gặp gỡ biết về tình yêu và ân điển của Chúa. Cảm ơn Chúa, bởi quyền năng của Chúa và sự sức giàu của Ngài, tôi giữ được điều đó cho đến ngày hôm nay. Và không có ý định là sẽ bỏ cái quyết tâm và cái hứa nguyện đó trước mặt Chúa, vì Ngài đã làm phần của Ngài. Đã cho một cái phép lạ xảy ra và tôi có thể cập bờ bình an, nhận được sự kêu gọi của Chúa và hầu việc Chúa. Cho nên cũng có những cái cám dỗ, cũng có những lúc mình cũng có thể bị mất gốc đó anh chị em. Nhưng mà tạ ơn Chúa, như Phaolô đã khám phá, tôi đã khám phá và khuyến khích anh chị em khám phá rằng tạ ơn Đức Chúa Trời, đấng có quyền để cứu chúng ta ra khỏi cái thân thể hay chết này, đấng có thể giúp đỡ chúng ta thắng được những điều của xác thịt, để chúng ta có thể có một đời sống bước đi trong sự phước hạnh đầy dẫy Đức Thánh Linh, là chính Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là giải pháp của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một số lý do gốc rễ của vấn đề mà chúng ta cần nhớ là luôn luôn là tâm linh. Chúng ta sẽ bị mất gốc khi mà chúng ta đang cố gắng đáp ứng nhu cầu, xoa dịu những cái nỗi đau bằng một cái điều gì đó không phải là ân điển của Đức Chúa Trời.
chúng ta sẽ gặp trở ngại. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12 câu số 9, Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông cầu nguyện với Chúa, xin Chúa lấy cái dầm sóc ra khỏi ông. Ông xin 3 lần. Thì Chúa trả lời với ông như thế này trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12 câu số 9. Nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Khi chúng ta mình yếu là lúc chúng ta mạnh. Khi chúng ta chạy đến với Chúa nhờ cậy Ngài, lại Chúa, con không thể cầu nguyện nữa. Đừng giả vờ nữa anh chị em. Chúa biết chúng ta nói chuyện kiểu giống như là mình chơi trò chơi cất nhà tròi á, chơi trò chơi giả đò. Bóc cái điện thoại lên, alo, alo, nói như là Chúa ở bên đầu dây bên kia, nhưng mà thật ra không có nối cái đường dây, bị mất nguồn lâu rồi. Chúng ta có thể giả đò trước mặt mọi người, nhưng mà trẻ em yêu dấu của tôi, chúng ta biết, chúng ta nhìn nhận mình yếu đuối. Như tôi chia sẻ với anh chị em, một lần trong cuộc đời dại dột đã làm công việc, mất cái mối tương giao với Chúa. Tôi ngồi tại salon một ngày mà 3 tiếng đồng hồ, không mở lời ra nói với Chúa được một chữ nào hết. Cuối cùng tôi la lên với Chúa, Chúa ơi, con không thể cầu nguyện, xin giúp đỡ cho con. Khi nhận biết mình yếu đuối như vậy, thì khám phá ra điều sức mạnh của ta, vì sức mạnh chúng ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúa sẽ làm qua chúng ta. Khi chúng ta hiệp tác, nhận biết mình yếu, mình nhờ cậy Chúa, Chúa làm việc. Rồi thì nước mắt tuôn trào, lời tâm sự với cha trở lại được ngọt ngào trở lại. Ngoài học nhớ đời, không bao giờ dám để cho mình rơi vào trong cái tình trạng như vậy nữa. Như tôi chia sẻ, lời của người em chia sẻ với tôi hôm thứ Sáu, một sư Khanh. 20 năm. 20 năm em không có sức sống ở trong Chúa. Đi nhà thờ đó, phục vụ đó, dâng hiến đó. 20 năm. Em khám phá ra cái ngày mà em tệ nhất đến cái chỗ là em bưng cái chén cơm em ăn mà cũng không còn cầu nguyện nữa. Và tạ ơn Chúa em về đây nghe một sư giảng, một sư giúp đỡ. Cảm ơn Chúa, Chúa cho em được thăm viếng trở lại. Bây giờ em có một đời sống cầu nguyện ngọt ngào trong Chúa. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu nhau, hãy nhìn nhận sự yếu đuối của mình. Nhìn nhận mình đã tìm cách và đã thử rất nhiều lần, khám phá rằng có một ý định tốt, nhưng kết quả của nó không có gì khác. Lý do là bởi vì đã có một cái lối suy nghĩ sai. Chúa làm xong công việc của Ngài rồi, bây giờ không cần làm phiền Chúa nữa, mình tự lo. Và cái lối suy nghĩ này nó rất là thịnh hành ở thế giới Tây Phương này. Có những người Mỹ trắng họ đến họ nói chuyện với tôi, nói sao anh tha thiết liều mạng quá nhỉ, đi với Chúa thì mình đi thường thường thôi. Tôi rằng tôi với Chúa không có chuyện thường, bởi vì kinh nghiệm tôi gặp Chúa nó ly kỳ và nó quyền nhiệm lắm. Tôi không thể nào tụt xuống đi theo Chúa một cách gọi là thường thường được. Cảm ơn Chúa. Vì chính cái sự tha thiết bước đi với Chúa ở trong ơn của Ngài, nhận biết mình không có gì nếu không có Chúa làm việc, mình không có sức nếu không Chúa làm việc xuyên qua chúng ta, nhường đời sống của mình, nhận biết mình yếu đuối. Vì Chúa phán ân điển của ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng và tự hào. Anh chị em có thấy ngược lại với chúng ta không? Đa số chúng ta là muốn cho mọi người biết tôi là mạnh mẽ thuộc linh lắm á. Nhưng mà ông nói đây điều gì? Ông rằng vì vậy tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi. Tại sao? Để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Đó là chìa khóa đó anh chị em. Khi chúng ta nhận biết mình yếu đuối, mình biết nhờ cậy Chúa, mình bật nút, Chúa hành động xuyên qua đời sống của mình. Ngày nào mình còn muốn bày tỏ cái bề ngoài, mất mặt lắm nha, đừng có đi mà nói chuyện yếu đuối của mình, mất mặt lắm. Có lần có người cặp tổ tôi đi ra mà nói một sư giảng nói chuyện yếu đuối của mình, cái đó kỳ lắm. Đừng nên bày tỏ những điều đó, tôi nói không. Những gì mình trải qua, mình thắng được, mình làm chứng lại, mình giảng dạy lại cho anh em để giúp cho nhiều người đắc thắng là điều đáng. Bởi vì không còn sĩ diện, phải không chị em?
tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá, đến Christ chết rồi còn sĩ diện gì nữa, chỉ có giả chết ấy, thì mới nặng sĩ diện. Nhưng tôi kể với anh chị em, một đoàn cải lương về Tân Châu hát, thì bác bảy của tôi có một cái nhà, nhà của ông lúc bây giờ tân thời lắm, nhà ngủ không có mùng vì có lưới, cửa lưới, rồi có nước nóng, vân vân. Nhà kế bên cạnh cái rạp hát, cho nên những cái người mà đóng những cái vai chính, những cách chính là về là thường ở nhà của bác bảy của tôi. Mà như vậy thì chúng tôi cũng hưởng lây, họ cho được để đi vô coi, và đặc biệt là cái lần đó thì tôi được ngồi ở phía sau sân khấu, gần ở trên cái chỗ mà cái cô kép chính cổ trang điểm á. Thì tôi thấy một cái cảnh rất là tức cười mà không dám cười. Có người đóng vai đang đánh kiếm như vậy, xong rồi cái là bị người ta đâm một cái kiếm kẹp vào trong nách của mình, ở dưới đâu có thấy đâu, ngã xuống. Đáng lý ra là đi ra ăn cháo khuya sớm rồi, trước những người khác, vì cái vai của mình chết sớm mà, đang nằm mà tại đó như vậy. Cái người kia đang đi và đang giảng, đang xuống sáu câu vọng cổ, đạp lên cái bàn tay một cái, người ta ở dưới không thấy, nhưng tôi nhìn ở trên xuống nhìn thấy, tại nó chết giả mà, cho nên đạp nó đau. Một chút sau vô trong phía sau sân khấu, màn kéo rồi, cãi với nhau và thiếu điều như đánh lộn với nhau, nó tay sắm đạp chân, tôi đâu có thấy đâu. Anh chị em chưa thật, thánh diện là mình yếu đuối để mình được quyền năng của Đấng Christ ở trong mình, nhận biết mình có nhu cầu để Chúa có thể ban phước trên đời sống của mình. Amen anh chị em, cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đến với Chúa trong thời gian này, trong sự cầu nguyện. Nếu sự điệp này nó đúng được tâm trạng của ai đó, hãy tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay có một chị em đến nhóm trong lời tiếng Anh, khóc rất nhiều trong thời giờ kêu gọi, đi ra gặp tôi và nói cảm ơn cô Thúy, cô đã kiên trì gọi điện thoại nhắc nhở. Một sư Bân cũng đã nói với chúng tôi rằng cô và chồng sẽ đến dự nhóm với chúng ta trong Chủ nhật vừa rồi. Tôi nói tuần rồi tôi cũng để ý để chào đón cô và chồng, vì họ mới dời về Houston hơn một năm nay, nhưng mà không gặp. Cô nói cảm ơn Chúa lắm mục sư, Chúa ngài cho hôm nay con đến đúng lúc để nghe mục sư xem giảng bài giảng. Cảm ơn Chúa, đúng nghe tâm trạng. Mình dễ dàng bị mắc gốc, bị bế tắc khi mình tự sức của mình để thử làm những việc đó. Anh chị em yêu dấu, nếu trong những ngày qua mình cứ thấy mình cứ đi lòng vòng, cứ bị mắc gốc, cứ bị bế tắc trong đời sống thuộc linh và được biến đổi, hãy thành thật với Chúa, nhìn nhận mình yếu đuối để được sự giúp đỡ từ nơi Chúa trong thời gian này. Cái đó tôi không làm được cho anh chị em. Hãy thưa với Chúa, nhìn nhận như Phaolô tại đây hãnh diện, dặn dĩ nói về sự yếu đuối của mình. Vì như vậy ông mới được quyền năng của Đấng Christ tự do hành động ở trong ông. Sao kính yêu chúng con cảm ơn Chúa vì sự khám phá mà Chúa cho chúng con có được. Đời sống của chúng con hôm nay như thế nào, ấy là nhờ ân điển của Chúa hành động làm việc xuyên qua đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, khi chúng con yếu đuối là lúc chúng con mạnh mẽ. Trong sự yếu đuối chúng con, quyền năng của Chúa thể hiện một cách mạnh mẽ nhất. Xin giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng con, xin giúp đỡ cho những chỗ không tin của chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, xin tha thứ cho những ngày chúng con buông tay Chúa, nghĩ rằng chúng con có thể tự lo tự liệu, và chúng con đã để chuyện bước đi với Ngài trở thành điều lấy lệ. Chứ con muốn quay về để kinh nghiệm sự biến đổi thật ở trong cuộc đời của chúng con. Xin kéo chúng con ra khỏi chỗ mà chúng con đang bị mắc kẹt, chỗ bế tắc của cuộc đời của chúng con, cuộc đời thuộc linh của chúng con. Để cái trên ngày hôm nay chúng con sẽ sống sự sống, kinh nghiệm sự biến đổi thật bởi quyền năng của Chúa hành động và làm việc xuyên qua đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin giúp đỡ Chúa giọng soi sáng của chúng con biết được lý do tại sao, lý do thuộc linh tại sao chúng con phải giữ vững, phải thay đổi, để chúng con có thể giữ vững những điều mà Chúa muốn chúng con giữ một cách chắc chắn
ở trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Ông Phó Giám mục chúng con một cái tươi mới cho ân điển của Chúa. Lần điển đã cứu chúng con, cũng lần điển ban cho chúng con khả năng, sức mạnh để chúng con có thể làm theo lời của Ngài, theo sự kêu gọi của Chúa. Tặng Chúa với chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em tràn đầy ơn của Chúa, bước đi trong ơn lành của Ngài. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của Hội Thánh và trong ơn của Chúa. Xin kính chào tạm biệt. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.